Hờ hen bị đồng nghiệp không tôn trọng, gọi sai tên còn ngang ngược. Ủa tại sao phải nhớ? Và cách đáp trả khiến chủ tết phải xóa clip. Người tha lần hôm nay là cái hoa hậu cái gì đó. Niên hờ hen niên cái gì hờ ni e gì đó, không nhớ. Thì đây là cái công việc chính của mình. Hờ hen ni e sinh năm 1992, là người dân tộc Ê Đê, nên cái tên của cô trở nên khá đặc biệt với đại đa số mọi người. Với những người theo dõi chương trình Tôi là Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 hay đêm chung kết Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 thì đều biết tên của tân hoa hậu được đọc là Hờ hen ni e, và đây cũng là cách đọc chính xác nhất theo tiếng Ê Đê. Và một lần nữa, cái tên của cô lại xảy ra chuyện dậy sóng khi một người trong ekip hợp tác với Hờ hen đăng tải một đoạn clip chia sẻ quá trình làm việc với top 5 Miss Universe 2018 đã có một thái độ khiến dân tình tràn vào chỉ trích rằng anh chàng này thiếu tôn trọng nàng hậu. Cụ thể đó là clip review của một production house. Người đàn ông này đã có thâm niên hoạt động trong lĩnh vực hình ảnh giải trí. Đáng chú ý là phân cảnh tài khoản này quay lại Hờ hen ni e trong buổi photoshoot tại studio, ấp úng khi giới thiệu tên của Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017. Thậm chí anh còn đọc lộn xộn qua loa và sau đó cho rằng mình không nhớ. Talent hôm nay là cái hoa hậu gì đó, cái gì đó, niên hờ hen, hờ ni e gì đó, không nhớ. Chủ tết giới thiệu về Hờ hen ni e. Đoạn clip ngay lập tức thu hút sự chú ý, đa phần đều lên tiếng chỉ trích, cho rằng anh chàng này có thái độ không tôn trọng người khác và việc đọc sai tên một ai đó là điều cấm kỵ. Nhiều người cho rằng tên của Hờ hen ni e không phải quá khó đọc, huống chi cô nổi tiếng đã lâu, độ phủ sóng rộng, có tầm ảnh hưởng nhất định trên mạng xã hội sau khi trở thành Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam 2017 và còn là Hoa hậu có thành tích cao nhất tại đấu trường Miss Universe. Về phía chủ tết bị netizen chỉ trích vì thái độ, anh này còn thách thức ngược, cho rằng mình không sai. Thậm chí anh còn phản bác bằng những lập luận được cho là khá thượng đẳng, chợ búa. Sao phải nhớ cái tên đó vậy? Ủa sao phải nhớ vậy? Mà sao hoa hậu thì phải tôn trọng vậy? Khi Hờ hen biết sự việc, cô đã nhanh chóng có phản hồi chính thức bên dưới đoạn clip sóng gió và còn hướng dẫn anh chàng này cách đọc tên mình sao cho đúng. Dạ, em chào anh, gọi khó thật anh ạ, để em viết cho anh dễ đọc ạ. Hờ hen ni e, mà gọi em là hen như anh em trong set chụp gọi là được rồi anh ạ. Lời đáp trả của Hờ hen nhận về nhiều sự ủng hộ từ phía dân mạng vì quá văn minh. Sau sự lên tiếng của Hờ hen thì anh chàng này cũng đã xóa đoạn clip, nhưng những bình luận chỉ trích anh vẫn còn, vốn là một trong những nàng hậu bình dị, gần gũi, thân thiện nhất. Hello, lại một cái quả nữa hen có thể ăn ở trong rừng. Hạt to, ăn được cái vỏ thôi. Trái thì rất đẹp. Chua một cái là hen chấm muối luôn á, hen có mang một hũ muối trong túi của mình. Hờ hen ni e không ít lần được khen bởi cách cư xử với người xung quanh. Dạ, chào các anh chị. Chào chị dạ. Đây em đang bận đi chăn bò. Bận đi chăn bò. Bữa nào em dễ chơi. Không ít những bình luận không văn minh, cợt nhã khi nói về tên của hoa hậu bị cộng đồng mạng ném đá, và hầu hết đều đồng tình rằng dù là ai, tên thế nào và đến từ đâu cũng không nên lấy họ trà đùa giỡn. Hiện tại người đẹp vẫn nhận được sự yêu mến và quý trọng từ đông đảo công chúng. Bạn có cảm nhận ra sao về lối sống, cách cư xử của Hờ hen ni e? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi ngay nhé. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.